Ok, các bạn ơi, tôi đang trên đường tới nhà hàng phở Temple. Nó nằm bên trong cái tiệm nhà sách xe, không phải nhà sách, nói Sài Gòn Asian Food Market, trên đường 13 và Quick Road đó, trên trong thành phố Burnsville. Tôi thì đang ở East Bloomington đây, đi băng qua cầu 77 nè, băng cái dèo qua tới nè. Rồng bệnh, nhà bệnh luôn các bạn, cho nên mua đồ thức ăn về ăn khỏi ấy nè. City Outlet. Hôm nay bầu trời, hôm nay chiều rồi. Are you kidding? Chiều rồi mà còn 48 độ hả? Giờ hết mùa đông rồi ta. Là mùa đông vẫn còn, nó lạnh quá ta. Tối hôm qua tôi về tôi tưởng tôi khỏe rồi, tới cái bệnh thêm ngày hôm nay nữa, ngày mai nữa, ngày mai nữa. Biết sao không?